Và bây giờ là cái phần thứ ba, mình sẽ test cái phần chất âm khi mà hát nhạc karaoke nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một bạn hát ca khúc Ta Đã Từng Yêu nha anh em. Lên 1, 2. Mây trôi, anh đã quên em rồi.
Và vừa rồi là mình đã test thử cái một cái ca khúc karaoke Ta Đã Từng Yêu. Thì trong cả 3 phần, bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, test chất âm, thì anh em thấy như thế nào thì anh em có thể comment phía bên dưới. Hoặc là anh em cần hỗ trợ gì, có cần gì còn thắc mắc thì anh em cứ comment phía bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái clip khác.